Kính chào quý vị và các bạn. Sau đây là bản tin dự báo thời tiết tỉnh Bạc Liêu đêm 5 tháng 10 và ngày 6 tháng 10. Theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh Bạc Liêu, áp cao lạnh lục địa được tăng cường trở lại, rãnh áp thấp có trục ở khoảng từ 6 đến 9 độ vĩ bắc hoạt động mạnh dần lên và nâng trục dần lên phía bắc qua Nam Bộ. Nhiễu động gió đông trên cao tác động yếu thời tiết khu vực Nam Bộ. Thời tiết khu vực tỉnh Bạc Liêu. Mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tập trung chủ yếu vào chiều và chiều tối. Trong cơn dông cần đề phòng sét đánh, lốc xoáy và gió giật mạnh. Gió đông đông bắc cấp 2, có lúc cấp 3. Nền nhiệt độ không khí trung tỉnh ở mức thấp nhất từ 24 đến 26 độ, cao nhất từ 31 đến 33 độ. Chuyển sang thời tiết biển. Vùng biển từ Bà Rịa Vũng Tàu đến Cà Mau, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong cơn dông cần đề phòng gió giật mạnh, lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống còn từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió đông bắc cấp 4, có lúc cấp 5. Ngoài khơi sóng cao dưới 1,5 m, biển bình thường. Dự báo thủy văn. Mực nước tại Gành Hào cao nhất 2,25 m, xuất hiện lúc 4 giờ 30 ngày 6 tháng 10, thấp nhất âm 1,1 m, xuất hiện lúc 11 giờ 30 ngày 6 tháng 10. Mực nước tại Phước Long cao nhất 0,88 m, xuất hiện lúc 11 giờ ngày 6 tháng 10, thấp nhất 0,82 m, xuất hiện lúc 6 giờ ngày 6 tháng 10. Sau đây là dự báo thời tiết tại các khu điểm du lịch của tỉnh Bạc Liêu và các tỉnh thành trong cả nước.